lần lượt chuẩn bị và di chuyển lên sân khấu để có những lãng hoa tươi thắm. Và sau câu lạc bộ những bài ca đi cùng năm tháng Sơn La thì tiếp theo là câu lạc bộ Hoa Sữa Thủ Đô sẽ có những lãng hoa tươi thắm tiếp theo di chuyển lên sân khấu để chúc mừng. Xin mời. Và xin mời hai chủ tịch của hai câu lạc bộ sẽ cùng có bắt tay thật chặt. Một trong bắt tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn những lăng hoa tươi thắm của câu lạc bộ bài ca đi cùng năm tháng tới từ Sơn La. Xin cảm ơn tất cả các quý vị rất nhiều. Và tiếp theo xin được trân trọng lăng hoa tươi thắm đến từ câu lạc bộ Hoa Sữa Thủ Đô. Chủ tịch Chắc. Và sau câu lạc bộ Hoa Sữa Thủ Đô thì trân trọng kính mời câu lạc bộ G7X Đam Mê KH Hà Nội, chủ tịch Hoàng Hoa Nguyễn sẽ cùng cả lăng hoa tươi thắm di chuyển tiếp theo lên sân khấu. Vâng ạ, và xin mời hai chủ tịch của hai câu lạc bộ sẽ có bắt tay thật chặt. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và lãng hoa tươi thắm tiếp theo đến từ câu lạc bộ G7X Đam Mê KH Hà Nội. Xin được trân trọng kính mời chủ tịch. Và sau lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ tiếp theo đó là câu lạc bộ Tiếng Hát Vang Mãi Ngàn Năm do chủ tịch Nguyễn Linh xin được trân trọng kính mời. Quê hương tôi trong ngày sinh nhật lần thứ tư, xin mời. Và sau câu lạc bộ Tiếng Hát Vang Mãi Ngàn Năm là câu lạc bộ Gắn Kết Yêu Thương, chủ tịch Hà Vi sẽ lần lượt di chuyển lên sân khấu. Trân trọng và kính mời. Vâng, xin cảm ơn lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ Hát Mãi Vang Mãi Ngàn Năm. Và xin mời câu lạc bộ Gắn Kết Yêu Thương sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để có lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Xin mời. Và sau câu lạc bộ Gắn Kết Yêu Thương là câu lạc bộ Sông Tích và Tình Yêu Âm Nhạc, chủ tịch Kiều Anh Dũng di chuyển lên sân khấu tiếp theo để có lãng hoa tươi thắm chúc mừng câu lạc bộ Hà Tây Quê Hương Tôi. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, xin được cảm ơn những lãng hoa tươi thắm đến từ các câu lạc bộ rất nhiều. Xin được mời câu lạc bộ Sông Tích, câu lạc bộ Hà Tây Quê Hương Tôi sinh nhật lần thứ tư trong ngày hôm nay, xin mời. Và sau câu lạc bộ Sông Tích thì là câu lạc bộ tiếp theo là câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Vào Năm Tháng, chủ tịch Thu Thủy sẽ được trân trọng kính mời. Trọng kính mời câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng sẽ cùng di chuyển đến sân khấu để có lãng hoa tươi thắm chúc mừng trong ngày hôm nay. Xin mời.
Và tiếp theo xin mời câu lạc bộ Nhịp Cầu Âm Nhạc Kết Nối Đam Mê. Vâng ạ. Và xin trân trọng kính mời câu lạc bộ Giọng Ca Vàng Hải Phòng Kết Nối Hà Nội thân yêu sẽ cùng. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ Tình Bạn Kết Nối Đam Mê Ca Hát. Chủ tịch Nguyễn Quyền sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để gửi lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Xin mời. Vâng ạ, và xin trân trọng kính mời câu lạc bộ karaoke Hát Cho Nhau Nghe. Chủ tịch Ngọc Sơn sẽ dò lượt di chuyển lên sân khấu để gửi lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Chủ tịch Đa Sầu sẽ có lãng hoa tươi thắm. Sau câu lạc bộ Hát Cho Nhau Nghe thì trân trọng kính mời câu lạc bộ Sông Đà Hòa Bình sẽ cùng lần lượt di chuyển lên sân khấu được lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Yêu Ca Hát, thành phố Ngã Ba, sông Việt Trì, thành phố tỉnh Phú Thọ có lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Vâng ạ, và tiếp theo những lãng hoa tươi thắm đến từ các câu lạc bộ sẽ lần lượt di chuyển lên sân khấu để chúc mừng câu lạc bộ Hà Tây Quê Hương Tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời. Xin được trân trọng và kính mời, đó là câu lạc bộ Bạn Và Tôi cùng Đam Mê Ca Hát. Xin trân trọng kính mời chủ tịch của câu lạc bộ sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để là có lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Tịch sẽ cùng trao lãng hoa tươi thắm trong ngày hôm nay. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời lãng hoa tiếp theo đến từ các câu lạc bộ sẽ cùng lần lượt di chuyển lên sân khấu. Một lần nữa em xin trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Nguyễn Lương sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để nhận những lãng hoa tươi thắm trong ngày hôm nay. Và xin mời những cái bắt tay thật chặt của hai câu lạc bộ. Vâng, xin cảm ơn tập thể quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn câu lạc bộ rất là nhiều.